Vâng, và chào mừng các bạn đến với chương trình Đi tìm bản số. Ở trong số trước chúng ta cùng chào đón hai người chơi đầu tiên, và ngay sau chào đón người chơi thứ ba, xin chào đón Lê Hoài An. Lê Hoài An có thể giới thiệu về bản thân trong chương trình Đi tìm bản số được không? Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Lê Hoài An. Hiện tại tôi đây là YouTuber. Vâng rồi, cảm ơn. Bây giờ là giải thích luật chơi cho Lê Hoài An này. Cái chương trình này nó không như ai là đệ nhất đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chơi luôn. Bây giờ toàn bộ 26 chiếc cặp. Trong đó chiếc cặp có giá trị lớn nhất là 1 triệu đồng. Bây giờ mời Lê Hoài An hãy chọn một cặp của Lê Hoài An được không? Biết sao phải cặp đấy phải trúng được 1 triệu ấy. Và cặp đấy sẽ được tiết lộ cho đến khi Hoài An chơi hết toàn bộ hàng, chơi hết nhiều cặp. Giờ chọn cặp nào? Số 17, tại vì 17 là con số mà hay có 1 triệu nhất. 17 à? Ừ. Vâng, người chơi chọn số 17 đầu tiên. Bây giờ chúng ta bây giờ mời Lê An hãy chọn 6 cặp đầu tiên. Phải nhớ là mình yêu cầu những cái cặp mà không phải của Lê Hoài An mà chọn phải có cái giá trị nhỏ nhất, thì phải có cái giá trị càng nhỏ thì ngân hàng trả giá càng lớn. Có 2. Chọn số bao nhiêu? 21. 21. 50.000 đồng. Còn 5 cặp. Số 1. Hả? Số 1. Số đầu tiên. Ừ. 200.000. Số 19. Số 19. 100.000. Đỡ hơn trước. Cặp lớn hơn vậy. Đúng rồi. Số 8. Số 8 hay số 18? 8. 8. 200 đồng, tuyệt vời. Số rất là nhỏ. Còn 2 cặp. Số cuối cùng. Số còn 2 cặp. Số 26. 50 đồng. Rất là may. Còn một số, còn một cặp nữa. 23. 23. 300 đồng. Rất tuyệt vời. Bây giờ ngân hàng trả giá. Alo. Vâng, xin cảm ơn. Ngân hàng trả giá chiếc cặp của bạn có số tiền là 15.300 đồng. Bạn có chấp nhận không hay là vẫn giữ cái cặp số 17 để chơi tiếp? Chơi tiếp. Nếu như cô cặp số 17 là 1 triệu là bạn thắng ấy. Bây giờ thì bạn còn 5 cặp, bạn chọn 5 cặp đi. Số 5. 5. Số 5. 400.000. Con 11. Có 25 đồng. Chọn luôn cả số 10. Ngày cũng thôi. 400 đồng. Hầu như hai số tiền trong sao? Còn 2 cặp. Bao nhiêu? Số 6. Số 6. 75 đồng. Một bạn. Ừ. Số 3. 23. À, giọng hơi rè, xin lỗi bạn, nhưng bây giờ bạn nói lại số được không? Số 3. Số 3. Số 3. 25.000 đồng. Số 3 cũng nhỏ đấy. Alo. Vâng, xin cảm ơn. Ngân hàng xảo giá 35.000 đồng. Bạn có lấy 35.000 đồng hay giữ cặp số 17 chưa tiếp? Chấp nhận. Hả?
nhận. Không chấp nhận à? Bạn không chấp nhận đúng không? Đúng. Bây giờ bạn hãy chọn tiếp 4 cặp. 13. Vâng, số 13, xin mời số 13. 10.000 đồng. À, 20. 20. 20. 75.000 đồng. À, xuống bao nhiêu? 22. 22, vâng, 22. 1 đồng. Đồng, đó là cặp cố lớn nhất. Đúng không? Cố đấy là bạn mất tiền rồi. 15. 15. 2 đồng. Số tiền cũng rất là nhỏ. Nếu bạn cùng với bạn đã chọn số này ngay từ lần đầu, nếu bạn không chọn số 17 bạn chọn hai số đấy là coi như là số tiền của bạn rất là nhỏ. Alo, ngân hàng à? Vâng, xin cảm ơn. Ngân hàng xào giá 70.000. Chấp hay không chấp? Em chấp. Hả? Không chấp. Không chấp. Còn 3 cặp nữa. Bây giờ xin mời bạn hãy chọn 3 cặp. 9. 19 đi. Bây giờ là số 9. 1.000 đồng. Giá trị nhỏ nhất trong cái đồng lớn nhất. Không phải nhỏ nhất. Nhỏ nhất là cái 1.000 này. À, đồng lớn nhất. Ok vâng. Nếu như bây giờ bạn chọn tiếp đi. Số 7. 7. 300.000. À, số 18. Chẳng biết bạn có bạn may không nếu như chúng bớt vào cái gì. Đúng. 5 đồng. Số 13, 5 đồng. Alo, ngân hàng à? Vâng, xin cảm ơn. Ngân hàng trả giá 110.000 đồng. À. Bạn có chấp nhận hay không? Không. Không chấp nhận. Chúc mừng bạn đã chọn tiếp 2 cặp. 24, 12, 14, 16, 24, 25 bạn chọn cặp bao nhiêu? 25. Số 25. 500 đồng. À, số 2. Con số rất là nhỏ nhưng chả biết nó còn lớn hay không. 500.000, 1 nửa triệu. Wow. Vâng, cảm ơn. Ngân hàng chào giá 150.000, chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Cơ hội của bạn vẫn còn lớn, bạn vẫn còn 750.000 với một cặp, 750.000 với cặp 1 triệu. Bây giờ bạn hãy chọn một cặp. Chỉ chọn một cặp thôi. 24. 24. 100 đồng. Đây là một ngày may mắn của bạn. Alo. Vâng, xin cảm ơn. Rất là chào giá 210.000 đồng. Bạn có chấp nhận không? Bạn vẫn còn đang cặp, bạn vẫn còn đang chơi tiếp. Chơi tiếp hay không? Rồi, còn 5 cặp, trong đó có một cặp 1 triệu, một cặp 750.000, còn lại là quyền của bạn. Bạn chọn cặp nào? Bây giờ 50. Bây giờ xác suất lên vào 1 triệu.
cứ chọn 16 đi. Không biết là sao thôi. 5.000 đồng. Ủa, nhỏ đấy, chúc mừng bạn. Rồi, alo. Vâng, xin cảm ơn. Ngân hàng chào giá 310.000 đồng, chấp hay không chấp? Thì bên đấy tôi chấp. Chấp chấp nhận là... đấy. Bạn vẫn còn cả 750.000 cộng 1 triệu. Chơi tiếp đi. Được. Cứ chơi. Tiếp tục bạn có chọn một cặp. Nếu như 103 cặp với 4-4-12 bạn lại chọn nhầm cặp 1 triệu là bạn sẽ mất cơ hội giành được cặp 1 triệu. 12. Chọn luôn. Chọn luôn. Vâng, và câu trả lời là 10 đồng. Bạn có vẻ như là cơ hội của bạn đã vẫn còn rất lớn. Bạn chỉ còn 750 đồng, cặp 750.000 và cặp 1 triệu. Và ngân hàng trả giá là 470.000, chấp nhận hay không chấp nhận? Bây giờ chỉ còn 3, 2, 3, 4, 550.000. Trừ tiếp à? Đó mình mất cái này mình còn cái kia nên chấp không chấp nhận cứ chơi hết mình. Vâng, mình không quan tâm gì cả, được cả 1 triệu thế nhưng trong đầu năm em khó được trong 3 cặp 4, 14, 17 bạn đã chọn cặp 17. Bên 103 cặp đấy có 1 triệu. Nếu cặp 14 hoặc cặp 4 có 1 triệu thì bạn mất cơ hội. Bây giờ bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn. Số 14. Bạn có chắc chắn không? 14. 14. À, 14. 1 triệu, thật đáng tiếc. Bạn đã mất cơ hội giành được cặp 1 triệu và ngân hàng xào giá 340.000. Bây giờ bạn chấp nhận số tiền đấy hay bạn chơi tiếp để xem bạn cũng lấy được cặp 750.000 không? Chúng tôi đang chờ bạn. Đúng, chấp 300. Chấp bạn được 340.000, không chấp nhận. Bạn là một khác. Hả? Chấp nhận à? Không. Tôi vẫn chơi tiếp. Vâng. Và mình có yêu cầu đấy cho bạn này. Cặp 4 hay cặp 17 sẽ có một giá trị 750.000, giá tiền rất là lớn. Bạn có một quyền nữa là quyền cháo cặp, tức là bạn không chọn số 17, bạn có thể chọn số 4. Nếu như mà cặp số 4 lại có 750.000 là bạn rất là may. Còn cặp số 17 mà hoặc là bạn giữ nguyên cũng hay cặp 17 cũng có. Bây giờ bạn chọn đi. 120 cặp chỉ có 750.000, còn cặp còn lại có 750 đồng. Bây giờ bạn chọn chơi tiếp. À, bạn chọn lấy số 4, lấy cặp số 4, bỏ số 17 hay giữ nguyên. Tôi sẽ quyết định mạo hiểm tới cùng là đổi. Đổi cặp. Đúng. Tức là bạn lấy số 4. Bây giờ là cặp số 4 luôn. 750 đồng. Vâng. Nếu như bạn quyết định giữ cặp số 17, bạn đã được 750.000 rồi. Thật đáng tiếc. Bạn sẽ gặp được với cơ thể 750 đồng. Cảm xúc của bạn đang khi giành được một số tiền quá nhỏ thế? Không có gì lạ. Cũng hơi tiếc một tí nhưng mà cũng không sao. Tại vì đầu năm mà. Mang niềm vui cho mọi người rồi. Cảm ơn Lê Hoài An rất là nhiều vì đã kết thúc cuộc chơi với ra về với 750 đồng, số tiền không lớn nhưng mà bạn đã mang về một phần chơi. Phải nói là suýt may mắn của mình. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình và chúc bạn thành công may mắn trong cuộc sống.
Chào mừng các bạn quay trở lại chương trình đi tìm bản số, và chúng ta cùng chào đón người chơi Nguyễn Tuấn Anh. Vâng, chào anh lại là em đây. Hôm nay là em cũng rất vui khi được tham gia một show mới cũng do anh Nam dẫn. Em cũng biết đến show này rồi, gọi là rất hay, em cũng thích rồi. Ok, bây em giờ anh sẵn sàng. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi luôn. Có 26 cặp, chỉ có một cặp có 1 triệu đồng thôi. Còn lại bây giờ anh mời em hãy chọn một cặp bất kỳ từ cặp số 1 đến cặp số 26. Cặp nào là cặp của em? Theo em nghĩ cặp nào có 1 triệu? Hồi nãy là lúc chơi là em thử ấn random máy tính thì nó là 18. 18 em chọn 18. Vâng, cặp của em sẽ là cặp 18. Bây giờ là phương án đầu tiên, bây giờ là lại chọn 6 cặp. Phải loại bỏ được tất cả những cái cặp có giá trị nhỏ nhất. Em chọn cặp số 1. Đã chọn được cặp đầu tiên, chúng ta cũng sẽ kết quả 500.000. Ôi, số đen. Đấy, số đầu tiên. Số 26 đi anh. 26. Đã chọn số 26. 10 đồng. Có vẻ như là chơi được từ trước là cái số 26 là số may mắn, còn số 1 là số xui xẻo. Số nếu số xui xẻo thì 13 xui xẻo, chọn 13 thử xem. Ô, 13 à? Vâng, xui xẻo đúng nghĩa 75 ngàn đồng. Đó, thế thôi, trừ ra 75 ngàn đồng cũng không nhỏ. Nó có 100 nghìn. Còn 3 cặp nữa chọn đi. Số 9. Vâng, nó chưa chọn số 9. 750.000, mất cơ hội. Ôi dành... ôi. Chết rồi. Đấy là một con số xui xẻo. Em mà 16. Không biết cẩn thận là mất 1 triệu. 16, em 16. Triệu. Có chốt đồng. Chốt. Final. 16. 100.000 thì nữa là còn tính nhà xui xẻo nhưng mà không bị là được rồi. Bây giờ còn một cặp. Số... em chọn số 5. Số 5. Cặp số 5 có giá trị là 300 đồng. Chúc mừng em. Yeah. Alo. Vâng, xin cảm ơn. Ngân hàng chào giá 10.000 đồng. Em có muốn chấp nhận để lấy 10.000 đồng không hay là quyết định chơi tiếp? Em chơi tiếp, em vẫn chơi tiếp, em không chấp nhận. Còn lần thứ 2 em phải chọn 5 cặp. Số 7. Số 7. 10.000 đồng. Được. Ok ok. Nhỏ. Số 11. Ô, 11. 400 đồng. Số 20. Con số 20. 25 đồng. Đã có con số may mắn. Tính ra bây giờ em sẽ bốc lần lượt kiểu 20. Giờ em chọn 21 hay 2? 21 ạ. Chốt cả hai số này luôn rồi. Anh chọn 22. Số 21 trước. 25.000 không, cũng không tệ. Em chọn số 22 đúng không? Hai số tới liền mạch. 50 đồng. Đúng là số may mắn. Dạ, alo, xin cảm ơn. Ngân hàng chào giá 26.000 đồng. Chấp nhận, anh không chấp nhận. Em không chấp nhận, thời tiếp. Em không chấp nhận. Bây giờ có 4 cặp, em chọn cặp nào? Số... à, 234. Đã chọn 234 rồi. Rồi, cặp lượt số 2 đầu tiên. 400.000. Kiếm. Rồi chỉ còn 200, 300 là đỡ được thôi. 50.000. Và số 4. 500 đồng. Đúng một số bạn tiếp theo. Số 24. 24.
750 đồng lại là một con số ngân hàng. Và bây giờ chúng ta cùng xem. Cảm ơn. Ngân hàng chào giá 41.000. Có chấp nhận hay không? Em không chấp nhận. Như vậy là em đã quyết định chơi tiếp. Bây giờ em chọn 3 cặp. 6. Đã chọn số 6 rồi. Em có chốt không? Chốt luôn. 75 đồng, con số rất may mắn. Xin chúc mừng. Gấp đôi lên thì thành 12. Đã chọn 12 luôn. Chốt đấy. Số 12 không? Chốt luôn, thẳng thắn luôn. Chúng ta sẽ là số 12. 1.000 đồng. Chúc mừng em. Đây là một con số may mắn. Đó là số 7. Số 2, 3, 2, 10. Chốt. Đó. Chốt số 10. Chúng ta cũng xem kết quả. 100 đồng lại một con số may mắn. Alo. Vâng, xin cảm ơn. Ngân hàng xảo giá 75.000 đồng. Em có chơi tiếp không? Em không chơi tiếp. Không. Em không chấp nhận. Em không chấp nhận 75.000. Anh hỏi em có chơi tiếp không chứ không phải là hỏi là em có chấp nhận nơi cái đấy không? Em mà trả lời nhập là coi như là có đời. Lần này em không được, em không chấp nhận đâu. Anh sợ nhất là em bốc nhầm cái 1 triệu ấy. Sau bữa ở cặp số 18 là 1 đồng. Giờ là 2 cặp. 2 cặp à, 14. Số 14. 2 đồng. Ê, được. Ừ. 19. Vâng, chốt số 19 đúng không em? Final vâng. Luôn. 1 triệu. Ôi dồi ôi. Em đã bảo em đã bị mất cặp 1 triệu. Bây giờ em biết tên. Hồi nãy như kiểu chọn kế bên mấy cái cặp nữa thì đã may lắm rồi. 42.000 đồng có chấp hay không? Hiện tại vẫn đang còn cả 300.000 đồng vẫn chưa bị 200 với 300 là còn đỡ được. Chứ mấy cái kia thì hơi khó. Em không chấp nhận 42.000 đồng, em chơi tiếp. Em đã quyết định đúng đắn. Hiện tại cặp cao nhất là 300.000. Bây giờ em chọn một cặp đi. Còn 5 cặp này. Nhưng cẩn thận đừng chọn nhầm cặp có giá trị 300 với 200 ấy. Đây là hai giá trị lớn nhất. Giờ chỉ cần như kiểu bây giờ loại một trong hai cái 200 với 300. Chỉ cần loại đi 200 là 300 vẫn còn có hy vọng. Số 8. Vâng, chốt hay không? Chốt. Final luôn, khô máu luôn. 1 đồng, em bắt lại. Vâng. Ngân hàng chào giá 61.000. Quyết định của em. Không chấp nhận. Chơi. Em không chấp nhận 61. Còn một cặp nữa. Bây giờ em chọn cặp. À không, em chọn 140 cặp này. Đừng chọn nhầm cặp 300.000 hoặc là 200.000. Hãy chọn những cái cặp có giá trị 5.000, 200 hoặc 5 đồng. 23. Có chốt hay không? Từ từ. Hay. Rồi chốt luôn, chơi luôn. 200 đồng, chúc mừng em. Yes. Đúng để dẫn đúng bán. Nhưng mà cặp 5 đồng vẫn còn đấy. Em bảo lại được cái cặp 5 đồng là coi như là cơ hội của em vẫn còn. Bây giờ, đây là trả giá 80.000 đồng, 88.000 đồng. Vẫn còn cặp 300. Vâng. Không tính với yêu cầu chơi. Tại chọn tiếp tục chọn một cặp đi. Mong là cặp 18 là 200 hoặc 300.000. Chỉ hy vọng là 18 là được hai cái ô cao cao. Chứ hồi nãy biết thế, nếu chọn một cái kế bên là cũng được. Top right rồi. Số 25. Final luôn, khô máu luôn chứ. Vâng, 5.000 đồng, chúc mừng em. Vâng, xem ngân hàng trả giá bao nhiêu tiền. 130.000. Có lấy số tiền đấy hay chơi tiếp? Em không lấy. Vâng.
Bây giờ em hãy chọn một trong hai cặp này, nhưng mà đừng bốc trúng cặp có giá trị 200-300 nghìn. Mấy cái ô này cứ như anh sợ nhất. Anh sợ nhất cặp là mất luôn cái 300. Mà hồi nãy là bạn ấy đổi cặp đi là đã xui rồi, là em chắc chắn em sẽ không quyết định chốt luôn, không đổi. Em vẫn thích cái số 18. Số 17 cuối anh cùng. Sợ nhất là cặp 18, anh sợ nhất là cặp 18 có 5 đồng ấy. Em có chốt số 17 không? 15, thôi em mở 15 trước. Vâng, xem. Được rồi. Nếu cái này mà là 5 đồng thì hai cái đấy 300 nghìn. Thật đáng tiếc. Ôi trời, vậy vẫn còn 200 mà không sao. Em có muốn lấy 90 nghìn đồng hay không? Em không lấy 90 nghìn. Vẫn tiếp tục. Em có quyết định cháo cặp không hay là mở cặp số 18? Mở luôn, em không cháo. Vâng, quyết định của chơi chốt luôn. Chốt luôn à? Chốt luôn thẳng thắn. Và chúng ta hãy mong chờ cặp 18 có giá trị 200 nghìn. Nếu là 200 nghìn thì tối nay sẽ phá kỷ lục của chương trình. 3, 2, 1. 200 nghìn. Yeah. Cặp 47, 5 đồng. Cảm xúc của em thế nào sau khi được 200 nghìn? Ban đầu em ăn đầu. Đấy, tại hồi nãy em thấy bạn ấy đổi, thế nên là lần này nghĩ lại không dám. Vâng. Nếu không thì bạn ấy rất dày. Bạn ấy hồi nãy em thấy đổi, thế là thôi, không, lần sau không dám đổi nữa. Tưởng là được 750 nghìn cho bạn ấy cơ, thôi